những gì đã chiếu xuống trần. Còn đời hay như lấy người mẹ khuyên, nhân sinh qua bao năm tìm, luôn ngồi vây trá chuyện miền kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm tư mang đạo đời dương gian. Rồi đây năm năm dư gian xa, lo cho quốc hoài dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng dân sẽ đi ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giang cơ mở đạo khắp miền nước non. Kinh thiêng mẹ chiếu cho con, chỗ trời đã định đâu còn bao xa. Lo sau xây dựng nước nhà, lo cho ba tán hoa ca cuộc đời. Kinh thiêng đã chiếu xuống trần, còn lời hay như lấy người mẹ khuyên. Nhân sinh qua bao nhang tìm, luôn hồi vây trá chuyện miền kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sư mạng đạo đời hương giang. Rồi đây năm dư gian gian, lo cho quốc hoài dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giang cơ mở đạo khắp miền nước non. Kinh thiêng mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sau xây dựng nước nhà, lo cho ba tán hoan ca cuộc đời. Mẹ dài mấy lời, rồi đây sẽ lớn ở thôi cơ sâu. Đây là chân
đạo không ta luôn luôn tu niệm Di Đà Quang Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chân, không thêm đạo nào. Thế gian này lắm lao đao, ta giáo suốt kỳ phong trào tu tâm. Lắm người tin tưởng sai lầm, và phát thế gian chìm đắm mô mê. Cho nên thượng đế ra nói, mở ra thiên tâm đạo này chứ ma. Vậy khi thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải hoài công. Mở ra chân đạo thiên tâm cứu đời. Ấy là ơn phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chân đạo phong ta luôn luôn tu niệm Di Đà Quang Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian này lắm lao đao, ta giáo suốt kỳ phong trào tu tâm. Lắm người tin tưởng sai lầm, pha phật thế gian chìm đắm mô mê. Cho nên thượng đế ra nói, mở ra thiên tâm đạo này chớ ma. Vậy thì thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải hoài công. Hai trời không mấy theo xác phàm trần, tu sao cho xứng.